ba bữa là con thấy chị Tấm chị làm vậy nè mẹ. Làm sao? Chị Tấm á. Ừ. Chị làm gì nè? Sao con? Đó, chị nói không? À, làm lại một lần đi mẹ không hiểu. Cứ mệt mẹ ghê. Con nói á, con là con thấy chị Tấm trên tay cầm một chén cơm nguội vậy nè mẹ. Từ trong nhà đi ra. Đi ra. Nhìn trước nhìn sau. Nhìn trước nhìn sau. Nhìn xuôi nhìn ngược. Nhìn xuôi nhìn ngược. Quyết định đi tới giếng. Rải cơm, rải cơm, rải cơm cho con. Rải nguyên một chén luôn. Đó, mày chịu nói không? Bỏ cơm ở dưới này cho người ta ăn. Đúng, tức là phải có người nào ở dưới này cho nên mới nuôi người ta chứ. Giang ra để mẹ coi. Ủa, mẹ ai đâu mẹ? Có thấy ai đâu. Mẹ coi kỹ coi có người dưới mà. À, thấy rồi. Ai vậy mẹ? Đẹp quá. Ai vậy mẹ? Bóng mẹ như duyên. Trời ơi, con ngọt mẹ ghê vậy. Trời, coi dùm ở dưới này mà làm gì đâu. Con cũng thấy rồi, đẹp quá. Ai? Bóng con dưới giếng. Không phải bóng mẹ mà. Bóng con mẹ ơi. Bóng mẹ. Bóng con. Bóng mẹ mà. Bóng con. Bóng mẹ. Hai mẹ con đều đẹp. Con đẹp hơn. Mẹ đẹp hơn. Con đẹp trẻ. Mẹ đẹp lào. Ừ. Ủa, mà con nói gì mẹ không hiểu gì hết vậy? Ủa, con. Sao? Con nói là con nói chị Tấm á. Ừ. Chị thấy ghê lắm. Sao trên con? Tay chỉ cầm chén cơm, chỉ ra đây chỉ nhìn xuống giếng, miệng ha đọc lâm râm như là đọc thần chú phù thủy vậy đó. Rồi bỗng nhiên khi chỉ bỏ cơm xuống, nước giếng sôi lên ủng ục vậy nè, khói tỏa ra nghi ngút, mùi hương thơm ngào ngạt. Rồi bỗng nhiên nguyên một chén cơm chìm hẳn xuống dưới đáy. Rồi cái nước trong khe hả, mẹ coi lạ không, nếu như mà mình bỏ cơm xuống á thì nước nó phải đục chứ, đằng này nước trong khe. Mẹ ơi con. Mẹ, chị Thấm kìa. Chị xách chén cơm ra thì con nói có sai đâu. Núp, 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 núp. Núp đi mẹ, núp, con có làm gì? Núp con, núp, núp thôi. Ê, ê, ê. Núp. Mày làm gì vậy? Núp mà. Trời ơi, núp ở dưới chết núi thì sao? Trời ơi, chơi nè. Núp cây cao, leo lên cây cao con. Leo lên cây cao mẹ. 1, 2, 3, 2. Bỗng yêu bỗng quý của chị lại mang cơm ra cho em ăn đi. Bỗng hay lên ăn thật là nhiều và chống lớn nha. Bỗng bỗng bang bang. Nên ăn cơm bạc, cơm vàng nhà ta, chứ ăn cơm hỏng chó hoa nhà người. Ôi, bóng của chị ngoan quá. Giờ thì chị phải tạm biệt bóng, chị chuẩn bị ra đồng đây. Tạm biệt em nha. Trời ơi, mày nghe chưa? Thấy ghê quá hả? Giờ mình làm sao đây mẹ? Để mẹ tính. Tấm à. Dạ. Ra gì biểu coi. Dạ, cái gì gọi con? Ra đây. Ủa, con đi chăn trâu đó hả? Dạ. Giỏi quá. Có chăn thì chăn đồng xa, đừng chăn đồng nhà làng bắt mất trâu nghe chưa? Dạ. Giỏi, đi đi con. Cái gì con đi? Nhớ nghe, có chăn thì chăn đồng xa, đừng chăn đồng nhà làng bắt mất trâu nghe chưa? Đi đi con. Thôi chút về rồi đàn cho nhảy. Trời ơi. Đây. Chồng ngoan. Ngoan nào. Đây chưa. Chồng chị ngoan lắm. Mẹ ơi giờ làm sao đây mẹ? Bỏ xuống, bỏ cơm xuống. Vừa bỏ vừa đọc cái này đọc trước. Vừa bỏ vừa đọc thần chú luôn. Câu thần chú sao cũng quên rồi. Câu gì mẹ cũng quên rồi nè, gì đó. Cũng rung quá. Gì đừng có mẹ đây con đừng có rung. Câu gì nè. Ở dưới mấy em có ai nhớ không, dắt giùm ơi. Đọc dạ. Sao? À. Trời xấu nha, có đứa nó không chịu chỉ kìa. Kìa. Giờ tay lắc kìa nè. Có mấy em nó chỉ gì bóng bàn đó. Bóng bàn hả mẹ? Không phải đâu. Con nhớ rồi. À. Bán bán bông bông. Bông bông bàn bàn chứ gì bán bông bông. Bông bông bán bán. Lạnh lót du dương mềm mại. Lên ăn cơm ba cơm gian nhà ta. Sao tự nhiên con lên tới thiên đình vậy? Xuống đáp xuống. Lên ăn cơm ba cơm gian nhà ta. Trời ơi bây giờ mày xuống tới địa ngục rồi.
lưng lửng thôi. Lưng lửng. Đừng ăn cơm hâm trao qua nhà người bong bong. Mày kêu vậy mà cá bóng nó không lên mà dòi tới đó. Tự nhiên cái nói ngăn cản à. Đừng ngâm cơm hầm cháu qua nhà người bóng bóng bàn bàn. Mệt quá. Lên không? Đâu thấy lên đâu. Trời ơi, chắc một chén cơm không đủ. Đợi mẹ chút con. Bóng ơi, lên đi bóng. Bóng à, lên đi bóng ơi. Bóng ơi. Đây. Đổ vô. Đó, đó, đó. Thôi mà ăn thôi, cái gì. Cơm ngon. Thôi cơm thiêu mà ăn cái gì. Quạch, quạch. Vớt lên ăn thịt mất rồi. Thôi, con đừng khóc nữa, mà hãy nhớ những lời ta dặn đây. Con ráng tìm cho bằng được xương cá bóng. Đem xương cá bỏ vào 4 cái lọ, rồi đem chôn ở 4 chân giường. Mai sau con sẽ rõ. Con có nhớ những lời ta dặn chưa? Dạ, con xin nhớ những gì ông dạy bảo. Ta cầu mong cho con mai sau sẽ được hạnh phúc. Tấm con, thôi ta đi đây. Hãy